Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh ông hết sức quan ngại về các nỗ lực chống biến đổi khí hậu hiện nay trên toàn cầu. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch không phải là vấn đề nhất thời, mà đây là vấn đề diễn ra hàng năm. Người dân cần nâng cao nhận thức về việc ngừng sử dụng loại nhiên liệu này. Ngoài ra, tôi cũng thấy chương trình nghị sự về khí hậu đang bị xem nhẹ. Trước thực trạng đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đã đến lúc thức tỉnh và hành động mạnh mẽ để xây dựng lại niềm tin dựa trên công bằng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh hóa, thân thiện với môi trường. Chúng ta vẫn có thể đạt được mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, song chúng ta phải coi đây là thời điểm của hy vọng. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh rằng các nước phát triển phải tuân thủ các cam kết về tài chính, thích ứng và đền bù cho những tổn thất, thiệt hại, phải thúc đẩy các ngân hàng phát triển đa phương tận dụng nguồn tài chính tư nhân nhiều hơn với chi phí hợp lý cho các nước đang phát triển để giúp các quốc gia này tăng đầu tư mạnh mẽ cho năng lượng tái tạo.